Đấy. Được chưa anh? Rồi, ok. Rồi rồi. Không, không quay đấy. Thôi không cần anh. Rồi ok rồi. Đóng đi anh. Một cặp 715 về bác Hà Nội nha các bác nhá. Sắp tới về 1 đến 2 cặp nữa. Anh rửa tay trong này. Khang Minh sẽ báo các khách hàng đặt hàng Khang Minh sau. Các bác quý anh em quan tâm đến cái model 715 thì liên hệ cho Khang Minh. Một cặp về trước thì bác Hà Nội đặt đầu tiên thì bác hôm nay sang đón luôn rồi. Hôm nay Khang Minh về mười mấy con cờ đao. Anh vòng nước. Dạ. Để anh ngồi thì anh xem cái chân. Chú có quay đi. Xem cái chân làm sao anh? Cái chân độ cắm ấy. À. Đây anh vào đây. Anh vào trong nhà cho mát đi, em quay qua mấy con cờ đao. Khang Minh giới thiệu mọi người nắm được những con cờ đao hôm nay Khang Minh về mười mấy con. Trên cái video trước thì Khang Minh đã có nói qua cái buổi sáng xuống hàng. Trong đó có 5 con cờ đao Comtech 1600 này. Cái dòng mặt đen và cái công suất của nó thì nhỉnh hơn cả 2400, Khang Minh vẫn cung cấp cho các bác quý anh em trong những cái thời gian vừa qua, đánh rất là hay luôn. Đó, cái con này còn để ngược luôn này. Và thêm cả con 2400 cũng về thêm một con. Rồi thì những con 3600, Khang Minh về được 3600 là có hai con về là hai con bên trên này thì phải. Điện xuất châu Âu nguyên bản nha các bác nhá, không phải là hàng xịn luôn đấy. Hàng cực kỳ đẹp luôn, điện xuất châu Âu 230V. Khang Minh sẽ giới thiệu đến mọi người sau cái nội thất của nó. Không phải cái hàng chuyển điện đâu, nếu mà hàng chuyển điện thì vứt đi. Và hai con bên dưới nữa là điện Mỹ 120V. Và rất nhiều các model nữa. Rồi Khang Minh xin dừng video tại đây để Khang Minh tiếp bác khách hàng. Số điện thoại của Khang Minh đây, các bác quý anh em quan tâm vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhé. Khang Minh xin hẹn gặp lại các bác quý anh em ở những video lần sau.